Xin chào tất cả mọi người có khỏe không? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Linh Di 92 Tarot. Nếu mà đây là lần đầu tiên mà bạn xem cái video này hoặc là biết đến kênh của mình thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh và theo dõi để mỗi khi mà mình up video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Như đã hứa ở những video lần trước thì mình sẽ dần dần review cho mọi người xem những cái bộ bài mà mình cảm thấy là mình muốn gửi mọi người những cái thông điệp ý nghĩa, cũng như là những cái bộ bài mà nó có thể là mang đến cho mình những cái cảm xúc khá là đặc biệt. Thì mình sẽ review cho mọi người. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cái bộ bài đó là Madame Andorra's Fortune Card. Và sau đó thì mình sẽ trải 4 cái tụ bài để cho mọi người có thể theo dõi cái thông điệp của nó. Cái bộ bài này là một bộ bài mà mình khá là cân nhắc khi mà mình muốn mua, bởi vì thực ra là mình cũng hơi vội khi mà mình quyết định mua cái bộ bài này. Cái nguyên nhân mà mình mua bộ bài này là bởi vì mình rất là thích cái một cái lá ở trong này, nhưng mà tại vì là cái lá bài đấy thì trông nó khá là khác so với cả những cái lá bài cùng ở trong cái bộ bài này. Thế nên là khi mà mình cầm bộ bài này về và mình xem tất cả các lá thì mình hơi bất ngờ một chút, bởi vì cái độ gọi như kiểu như là nó khá là kỳ bí của cái bộ bài này, nó làm cho mình khá là hoang mang. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình mở cái bộ bài này ra nhá. Thực ra là mình đã mở rồi, nhưng mà mình cũng đã từng trải bài rồi, nhưng mà tại vì là mình muốn đọc lại cái thông điệp của nó cho nó kỹ hơn, cho nên là mình quyết định là mình sẽ ngồi hôm nay xem lại toàn bộ, review lại toàn bộ các cái lá bài và ý nghĩa của nó. Hộp bài đựng này trông khá là chắc chắn. Đây, lá bài thì nó cũng vừa tay. Thì mình thấy là nhiều người nói là cái lá bài này nó cảm giác nó mỏng. Thì cũng đúng, nó mỏng và nó cảm giác như kiểu như nó không được dày dặn như là những lá bài khác. Mình sẽ để hai cái lá thừa ra ở đây nhá. Đây. Cái bộ này là bộ Oracle. Và ở trên cái lá bài này thì lá bài là màu đen. Và đằng sau thì các bạn nhìn này, nó như thế này. Cái hình họa tiết của nó trông cũng kiểu khá là kiểu như kỳ bí, đúng không? Và ở đây thì mỗi một cái tên của một nhân vật huyền thoại ở đây thì sẽ có một cái thông điệp ở dưới này. Thì ở đây thì mình sẽ cho mọi người xem qua với các lá bài ở đây. Thứ nhất là The King. Đây là vị vua của Ai Cập. Thì đây, trong thần thoại Ai Cập thì vị vua tượng trưng cho người có khả năng thống trị, cũng như là người rất là khéo léo, giỏi giao tiếp. The Queen, nữ hoàng. The Wizard là nhà phù thủy, tức là cái người có khả năng về phép thuật phù thủy. Phù thủy ở trong cổ đại thì mọi người hay vẽ với cả hình ảnh của phụ nữ, nhưng mà ở đây thì lại là hình tượng của một người đàn ông. Tức là cái người này rất là uyên bác ấy. Người này người ta có thể kiểu trên thì thông thiên văn, dưới tường địa lý. Tức là một cái người mà người ta có khả năng xoay chuyển được cái tình thế, cái xoay chuyển được vận mệnh. The Seer, follow your intuition. The Seer này thì để mình xem lại cái thông điệp. Đây là một nhân vật có khả năng là có thể nhìn được trước tương lai, tức là một người có khả năng tiên tri. Cũng đẹp. Tiếp ạ, The Knight, tức là kỵ sĩ. Mọi người chắc là quen với lá này rồi đúng không? Kỵ sĩ thì tượng trưng cho sức mạnh, cho sự chiến thắng. Đây này, sự chiến thắng ấy. Và đây, cái lá bài này, The Maiden, là lá bài đẹp, mình nghĩ là rất là đẹp và lãng mạn ở trong cái bộ bài này. Và lý do mà mình mua bộ bài này chính là do cái lá bài này. Khi mà mình nhìn thấy cái lá bài này của một reader Việt Nam trải ở trên một cái tụ bài thì mình thấy thực sự là bị hấp dẫn ngay từ cái giây phút đầu tiên khi mà mình nhìn thấy. Và mình đã quyết định mua bộ bài này chỉ vì cái lá bài này thôi. The Maiden là A New Relationship Blossom. Nếu mà mọi người mà học huyền học thì chắc là mọi người cũng quen với cả The Maiden và Mother Crone rồi đúng không? Tức là The Triple Goddess, ba vị nữ thần của mặt trăng. Tức là
The Maiden là người phụ nữ, người thiếu nữ trẻ trung, The Mother người mẹ, và The Crone là bà lão thông thái. Đây là ba hình ảnh của trăng non, trăng tròn và tàn lụi, tượng trưng cho ba chu kỳ trăng trong vũ trụ. The Minstrel ở đây là trong thế giới cổ đại, đây là một người hát rong đem đến âm nhạc. The Harlequin, True Feelings Amongst, thì mình nhớ đây là một nhân vật ở trong các cái vở kịch của Ý. Các cái vở kịch của người Ý thì đây là một nhân vật kiểu như đeo mặt nạ ấy và ẩn giấu những cái cảm xúc thật sự ở bên trong. The Golem, mình sẽ xem lại The Golem nhá. Quái vật bùn ở trong truyền thuyết. The Green Man, tức là người đàn ông ở rừng xanh. The Hindrance, thì mọi người chắc là mọi người cũng quen với cả cái lá bài này đúng không? Đây là vị tiên. Thì cái lá này mình cũng thấy nó xuất hiện ở bộ Wisdom Divination, cũng có một vị Hindrance và thể hiện được cái sự may mắn ấy. Đôi cánh thiên thần này. Medusa. Medusa là một người phụ nữ đã từng có một cái nhan sắc rất là đẹp. Ngày xưa bà rất là xinh đẹp và truyền thuyết về bà thì khá là thú vị. Medusa là một người được thần biển Poseidon kiểu như là rất là yêu thích, và ngài cũng theo đuổi Medusa, nhưng mà Medusa không đồng ý. Và khi mà bị ép buộc quá thì đã phạm phải một cái chuyện kiểu nam nữ. Và cuối cùng thì Medusa đã, khi mà nữ thần Athena biết được cái câu chuyện này, thì nữ thần đã trừng phạt Medusa bằng cách là biến cái mái tóc của cô thành mái tóc bằng rắn, có rắn, tức là rắn đấy, và thân của cô là rắn. Mình xem cái trailer truyền thuyết về Medusa thì mình thấy là toàn thân bà là rắn và bà có sức mạnh của rắn. Thì Medusa tượng trưng cho sự ghen tuông. Đây là một nhân vật khá là nổi tiếng ở trong truyền thuyết, và cái câu chuyện giai thoại về bà ấy cũng hấp dẫn rất là nhiều những nhà văn và những nhà làm phim. Mọi người có thể search trên Google, YouTube để mọi người có thể xem về nhân vật này nhé. Nhân vật này khá là hay, khá là đặc biệt đấy. Satyr, thì đây là cái nhân vật này là người lai dê, nam thần của núi rừng. Tuy nhiên thì cái người này lại, cái lá bài này lại tượng trưng cho cái sự suy đồi. Sự suy đồi như kiểu như là nó hơi mang tính chất là kiểu ham muốn, những cái dục vọng tầm thường. Tiếp là Seduction, tượng trưng cho những cái cảm xúc lãng mạn. Serenity, thì đây cũng là một vị tiên, một vị tiên khá rất là đẹp, đeo một, có một cái đôi cánh thiên thần, và vị tiên này được bao quanh bởi những chú bướm, thể hiện cái sự mơ mộng đúng không? The Sirens thì chắc là mọi người cũng quen thuộc rồi. Đây là người, thực ra là khi mà mình search ấy, thì là The Sirens ở đây là người chim, nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao ở đây, hay là đây là làng nàng tiên cá nhỉ? Tại vì ở đây là khi mà mình search ở trên Google giai thoại về bà thì lại là người chim, nhưng mà với cái hình vẽ này thì đây là nàng tiên cá rồi đúng không? The Sphinx, thì ở đây cái lá bài này là chính là tượng nhân sư. Đây là gọi là tượng nhân sư của Hy Lạp chứ không phải là của Ai Cập. Của Ai Cập thì chắc là mọi người cũng quen thuộc với hình ảnh đấy, nhưng mà ở đây là cái hình ảnh của Hy Lạp. Tiếp, The Spirit, linh hồn này. The Black Cat, lá này cũng đẹp. Lá này tượng trưng cho thần mèo của Ai Cập. Và đây là hình ảnh tượng trưng cho cái sự may mắn. Nếu như mà bốc phải cái lá The Black Cat thì theo như những người Ai Cập thì họ quan niệm rằng mèo đen là mang đến cái sự vận may. Nó không như là quan niệm của những người Á Đông cho rằng là mèo đen là đen đủi, là xui xẻo, thì người ta không nuôi mèo đen. Nhưng mà ở phương Tây ấy, và đặc biệt là ngày xưa ở các cái nền văn minh Ai Cập cổ đại, thì người ta rất là ưa chuộng mèo đen, người ta tôn thờ mèo đen. Thì thực ra là mèo là một loài sinh vật khá là huyền bí, khá là bí ẩn, và chúng có giác quan, chúng có cái linh giác rất là nhạy bén với cả những cái năng lượng. Năng lượng ở đây thì có cả tích cực lẫn tiêu cực. Nếu như mà mèo mà ngủ ở đâu, nằm ở đâu thì mọi người có thể nghĩ rằng ở đó là năng lượng tốt. Nhưng mà nếu như mà con mèo nó mà
không thích cái chỗ nào nó mà chạy đi, hoặc là nó tiếp xúc với ai mà nó cảm thấy không thoải mái, thì chắc chắn là đấy là cái người đấy hoặc nơi đấy là nơi mà không có cái năng lượng tốt. Và mèo đen thì bản thân mình rất là thích mèo đen. Ngày xưa thì người ta quan niệm là mèo đen là được các phù thủy nuôi bởi vì chúng có thể có khả năng xua đuổi quỷ dữ. Để đây đi. Tiếp là The Chimera. Quái vật trong thần thoại Hy Lạp có đầu và thân giống như sư tử, lưng lại có thêm đầu và chân dê. The Dragon thì mọi người biết rồi, đây là con rồng. Con rồng thì nổi tiếng rồi đúng không? Bởi vì ở đây là con rồng của cả phương Đông lẫn phương Tây đều rất là ưa chuộng hình ảnh con rồng, thể hiện cho cái sức mạnh và sự trí tuệ. The Griffin. The Griffin là gì? Ở đây là điểu sư. Đây là một sinh vật huyền thoại rất là có một cái uy linh mạnh mẽ. Điểu sư có thân và đuôi, chân sau của sư tử, đầu và cánh thì lại của đại bàng và móng vuốt để đại bàng ở chân trước. Điểu sư thì ngày xưa người ta quan niệm là điểu sư là một con vật mà có sinh vật huyền thoại mà có sự kết hợp của sư tử và đại bàng. Sư tử là con vật mạnh mẽ nhất và đại bàng cũng là con vật mạnh mẽ nhất. Và hai cái con vật đấy thì kết hợp lại với nhau thì chúng ta có điểu sư, The Raven, con quạ. Theo mình nghĩ thì cái lá này nó đã nói lên tất cả rồi. Darkness looms on the horizon. Ở đây là The Raven thì thường tượng trưng cho cái gì ạ? Con quạ thì nó thường tượng trưng cho điểm xấu và nó tượng trưng cho cái sự gọi như là kiểu như là bệnh tật ốm yếu ấy. Đây. The Serpent, đây là con rắn. Có lẽ là con rắn thần đúng không? Nhưng mà mình nói thật ra là khi mà mình cầm đến cái con rắn này và bắt đầu mình cầm đến con nhện ấy. Đây mọi người nhìn đi. Hai con này nó ở bên cạnh nhau luôn ấy. Thì mình sợ cực kỳ luôn. Thực sự là mình rất sợ hai cái con này luôn. Đến khi mà mình tráo bài nhá, mình mà sờ đến hai cái lá này ấy, thì mình sợ lắm ấy. Tại vì là nó thật ra là mình sợ rắn và mình sợ nhện. Thế nên là có một thời gian ấy, mình đã sử dụng thử hai cái lá này để thay thế. Để thay thế cho hai cái lá này mà mình nghĩ là thôi, tại vì là như thế thì cũng không hay, thế nên là mình đã vẫn sử dụng nó. Nhưng mà thực sự là mình rất sợ. Mình nhìn nó trườn bò này, xong rồi mình nhìn cái con này nhiều chân ấy, thì mình đã thấy bắt đầu, mình đã thấy là cả có một cảm giác là không an toàn rồi. Ý nghĩa thì đây là cái con vật tượng trưng cho cái sự danh danh mãnh, cái sự lén lút. À, đây là con vật tượng trưng cho cái sự tinh danh và cũng cần phải cảnh giác khi cái lá bài này xuất hiện. Đây thì ngược lại thì con nhện ấy thì nó lại tượng trưng cho cái sự chăm chỉ siêng năng bởi vì nó tạo ra mạng mà. Nhưng mà có hai cái con vật này thì mình bắt đầu mình cảm thấy rằng là cái bộ bài này tự nhiên mình cảm giác nó cứ kiểu như mất đi một cái ấn tượng tốt về bộ bài này ấy. Bởi vì thực ra là mình cũng không biết là họa sĩ có cái chủ ý gì khi mà vẽ hai con vật này ở trong này. Tất chắc chắn là nó sẽ có ý nghĩa nhất định rồi và rất là quan trọng, nhưng mà thực sự là mình không thích, mình sợ lắm. Chỉ vì hai cái lá này mà mình cứ đắn đo suy nghĩ xem mình có nên mua bộ bài này không. Cuối cùng thì mình cũng mua. Đó, cuối cùng mình cũng không nghĩ gì và mình cũng cứ quyết định nhanh ấy thì mình cũng mua. Tại vì mọi người cứ nghĩ đi, là nếu như mà mình mà cứ chần chừ thì mình sẽ không bao giờ mình làm được cái việc gì cả, đúng không? Đấy, thế nên là một là quyết định thật là nhanh. Một là quyết định đấy nó sẽ đúng đắn, hai là nó sẽ là sai lầm. Vậy thì cứ thử sống sai một lần xem. Và cuối cùng thì mình đã quyết định mua cái bộ máy này, và khi đây xuất hiện cái con này một cái là mình bắt đầu mình choáng ngất, không dám xem nữa luôn. The Unicorn, ở đây là con kỳ lân. Kỳ lân thì chắc là mọi người biết rồi đúng không? Kỳ lân là một con ngựa có sừng này, chòm râu dê này, đuôi sư tử và bộ móng xẻ giống như là trâu. Đây là con vật tượng trưng cho vận may ở trong quan niệm của những người phương Tây. The Wolf. Đây là con sói. Con sói được thánh hóa. Đây là con sói tượng trưng cho sự lao động không ngừng nghỉ, sự tìm kiếm không ngừng nghỉ. Và đây là tượng trưng cho gì ạ? Cho một cái tình cảm bạn bè. The Wyvern. Đây là rồng huyền thoại. Có cánh hay chân đuôi thì lại có đầu hình kim cương hoặc là mũi tên. Đây là rồng của huyền thoại nhé.
Tiếp bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái bộ để cái là cái này gọi là treasury, tức là cái bộ này là bộ kho báu ấy. Thì đây là gì? Đây là cây vương trượng. Cây vương trượng này thì thường được quấn bởi hai con rắn và có đôi cánh ở trên đây, cái trượng. The chalice, đây là chén thánh. Trong truyền thuyết đây, chén thánh trong truyền thuyết đây. Thì đây kiểu là dao găm. Nếu mà bóc phải cái lá dao găm này phải cẩn thận với câu chuyện đúng không? Bởi vì dao găm là gì? Dao găm có nghĩa là cái sự kiểu như đâm lén ấy, đâm lén sau lưng ấy. Từ gate, cánh cổng ngăn bạn đến mục tiêu của bạn. The hand of fate thì đây là gì? Bàn tay số phận, lá này đẹp lắm, mình thích lá này. Lá này nó giống như là cái lá The Wheel of Fortune, The Wheel of Fortune của cái bộ tarot bình thường ấy, thì mình rất là thích. Tiếp là The House, The Hourglass. Ở đây là đồng hồ cát đang đếm thời gian đúng không? The key là The key tức là cái chìa khóa. Love, tình yêu. Mystic Circle, một cái vòng tròn bí ẩn. The Oracle tức là tiên tri. The Sheet, cái khiên. The Talisman, mình xem lại nhé. Bố mệnh. The Sun, mặt trời. The Moon là mặt trăng. The Star là ngôi sao. E là không khí. Earth, đất. Fire là lửa. Water, nước. Và Winds of Change. Thì cái lá Winds of Change này là gì? Ở đây là tượng trưng cho cái sự thay đổi, cái sự thay đổi của vũ trụ ấy. Hôm nay ấy, khi mà mình xem mình có đọc một cái tài liệu thì mọi người có nói rằng là theo như cái quan niệm của con người thì bốn nguyên tố tạo nên vũ trụ đây đúng không? The air, the earth, the fire, the water. Tuy nhiên thì còn một nguyên tố nữa. Và đó là gì? Đó chính là Akashic. Cái Akashic này thì mình cũng không thể nào mình giải nghĩa nó ra bằng tiếng Việt được. Nó chính là cái Winds of Change. Theo mình là như vậy. Tức là gì? Có nghĩa là đó là gọi là khó diễn tả nhỉ? Tức là nó giống như là một cái cuốn sách ấy. Nó ghi lại toàn bộ con người, toàn bộ vận mệnh của nhân loại, toàn bộ số mệnh của trái đất. Người ta gọi là Akashic thì mình không giải thích được ngay bây giờ một cách rõ ràng được, bởi vì mình bản thân cái từ Akashic đấy thì mình phải mất rất một khoảng thời gian rất là dài để mình mới có thể hiểu được ra thực sự tiếng Việt nó là gì. Bởi vì có những cái từ tiếng Anh ấy mình cũng không thể dịch được ra tiếng Việt hết đâu, mà lại phải giải nghĩa nó bằng cách hiểu nó. Các bạn có thể biết là cái từ Akashic đấy nó còn xuất hiện ở trong một cái bộ bài, là bộ bài Akashic Tarot Oracle. Cái bộ đấy khá là nổi tiếng. Và bộ đấy cũng nó kiểu nó giải thích cho chúng ta những cái hiểu biết về hiện tại, quá khứ và tương lai ấy. Đấy các bạn thấy là cái bộ bài này như nào? Mọi người thấy bộ bài này như nào? Nó kỳ dị đúng không? Nó rất là kiểu như là bí ẩn ấy. Nó làm cho mình có một cái cảm giác là khi mà mình cầm bộ bài này thì mình cảm thấy nó khó tả lắm. Nó kiểu như là mình chỉ cảm giác là an toàn với khoảng một nửa thôi. Còn lại thì mình vẫn còn cảm thấy rằng là mình chưa hiểu hết về cái bộ bài này. Và mình cảm thấy rằng là mình cần phải có một cái khoảng thời gian để mình có thể tiếp cận được với bộ bài này. Thậm chí là mình còn chưa dám trải bài phỏng vấn đâu. Đấy. Tất nhiên là mình đã từng trải bài bộ bài này rồi, mình có dùng. Nhưng mà để mà mình có thể gọi là sử dụng nó mà một cách kiểu như là thành thạo ấy, và một cách kiểu vô tư ấy, thì mình chưa dám. Bởi vì là nhìn những cái lá bài này ấy, thì đã thấy nó có rất là nhiều, nó ẩn chứa rất là nhiều những cái thông điệp bí ẩn, những cái tầng ý nghĩa bí ẩn ở trong này. Và không phải là ngày 1, ngày 2 mình có thể hiểu được. Bây giờ mình sẽ tráo và mình sẽ thử lấy ra 4 tụ bài để cho mọi người có thể nhận được, đón nhận cái thông điệp.
Đây là một thông điệp cởi mở, nên là mọi người hãy đón nhận nó một cách thoải mái. Mình sẽ để 4 tụ bài nhé. Hơi lệch. Để xuống lại một chút. Người nhìn thấy chưa? Hả? Đẹp chưa? Cái đèn nó hơi bị chó, mình sẽ quay được về phía kia. Đó. Một lá thôi, thêm một lá nữa đi. À, mình sẽ lấy đá. Chọn một tụ bài. Thử một chọn một tụ bài sẽ vào lúc 23:29 giây. Tụ số 1 này. Ở đây thì theo tay mình chỉ là 1, 2, 3, 4. Đây là viên đá thạch anh hồng. Đây là viên đá mắt hổ. Đây là viên đá thạch anh xanh, Green Aventuri. Và đây là viên đá lapis lazuli, màu xanh. Mình cũng sẽ chọn cho mình một tụ. Và mình đã chọn xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đọc bài. Mình sẽ dịch nó ra đây. Tụ bài số 1 sẽ vào lúc 24:22. The Sun này. Mọi người nhìn thấy không? Đi đây nha. The Saty. The World. The Chalice. The Wizard. Cái thông điệp này là gì đây? Ở đây thì chúng ta thấy rằng là ở đây thì mình thấy là các bạn có rất là khá là nhiều cái bộ này, treasures,
ngũ gọi như là các cái nguyên tố này. Đó. Đây là nguyên tố nước, tượng trưng cho nước này. Đây là chén thánh này. Đây là mặt trời này. Đây là gì? Đây là như là lúc nãy mình đã nói, mình sẽ khá là ấn tượng với cái lá bài này. Thì mình biết đây là bộ ấn chính đây, bộ ấn chính đây. Thì bây giờ mình sẽ xem cái thông điệp của nó. Ở đây là trong cái câu chuyện này của các bạn ấy là đang tồn tại một cái sự xấu xa. Ở đây là các bạn có thể đang phải đối mặt với một cái tình thế nguy hiểm, một cái tình thế lừa dối, một cái sự khá là suy đồi về đạo đức mà các bạn cần phải cảnh giác trong cái câu chuyện này, trong cái vấn đề của các bạn. Vấn đề của các bạn có thể là tình yêu, có thể sự nghiệp, công việc, tiền bạc hay bất cứ một vấn đề gì, thì các bạn đang phải đối mặt với một đối tượng khá là nguy hiểm. Người này người ta có những cái dục vọng tầm thường, khá là tầm thường, xấu xa, và người ta không quan tâm đến những cái giá trị về đạo đức. Thế nên là trong cái câu chuyện này thì các bạn cần phải tỉnh táo để các bạn có thể lựa chọn thực sự đúng cái con đường mà mình đang đi. Các bạn cần phải chiến thắng được những cái dục vọng nhé. Hãy tỉnh táo, hãy thận trọng khi mà kết thân với những người mà các bạn không tin, các bạn chưa tin, các bạn không dám tin, chưa dám tin. Và ở đây là gì ạ? Ở đây là nếu như mà các bạn có những cái sự thận trọng thì các bạn sẽ có thể bảo vệ được chính bản thân mình. Và các bạn hãy, lời khuyên là các bạn hãy tìm cách là cân bằng lại, thanh xuân hóa sức khỏe của bản thân mình, sẽ thanh xuân hóa, hãy refresh lại năng lượng của mình, tinh thần của mình, và lúc bấy giờ thì các bạn sẽ có được cái sự tràn đầy về tâm hồn. Hãy cẩn thận với những người mà bạn tin tưởng nhé, bởi vì những người này là những người không đáng tin. Và các bạn hãy sử dụng những cái kỹ năng, vốn sống, kinh nghiệm, trực giác của mình để có thể tự cứu lấy bản thân mình cũng như là có thể giúp đỡ những người khác. Thì các bạn có thể nhìn thấy thông điệp của người phù thủy đây. Hai lá bài này tượng trưng cho là các bạn cần phải cẩn thận với vấn đề mà các bạn đang phải đối mặt. Và ở đây thì đây là ba lá về lời khuyên. Wow, thông điệp rất là ngắn gọn và hay luôn. Nói thật với mọi người nhé, là cho đến bây giờ ấy, khi mà mình đã review bộ bài rồi này, mình đã từng đọc bài rồi, và bây giờ thì mình cũng đang kết nối với bộ bài về một cái tụ bài này, mà mình vẫn luôn luôn mình cảm thấy có một cái cảm giác gì đó khó tả cái bộ bài này. Các bạn không thể tự mình không thể tả được cái cảm giác đấy, bởi vì nó giống như kiểu như là mình đang tìm hiểu một cái điều gì đó mà có lẽ là mình phải cần rất nhiều thời gian để mình có thể hiểu hết. Bởi vì những cái hình ảnh của bộ bài này ấy, trông nó rất là thực sự, trông nó rất là dị, trông nó kiểu nó huyền bí, nó có một cái vẻ vẻ đẹp kiểu bí ẩn ấy, và nó cũng có một cái kiểu vẻ đẹp khá là khó thể tiếp cận, khá là khó nếu như mà những ai đấy mà không hợp gu ấy thì sẽ không thể nhìn được. Thực ra ấy, là mình thì mình chuộng những cái bộ bài nó trông nó lãng mạn một chút, nó không phải là quá mơ mộng, mình cũng không phải là kiểu tuýp thích kiểu cổ tích kỳ lân hay là tiên đâu, hay là các nàng tiên nữ đâu, nhưng mà mình thì mình cái gu của mình nó bình thường thôi, nó phổ thông thôi. Theo mình nhá, là mình rất là ấn tượng với cái bộ bài chuẩn tarot ấy. Thì từ đấy mọi người, các họa sĩ có thể vẽ ra thiên biến vạn hóa nó ra theo các chủ đề khác nhau, thì không nói làm gì. Nhưng mà cái bộ Oracle này mình đánh giá là một trong những bộ Oracle khá là độc đáo, đến khi bây giờ mình ngồi mình đọc cái tụ này và mình vẫn còn cảm giác một cái năng lượng nào đấy nó khá là kỳ lạ, nó đang chảy qua cơ thể của mình. Và khi mà mình nhìn những cái lá bài, đặc biệt là cái lá này, thì mình cảm thấy là lúc nào cũng có một cái cảm giác như có một người nào đấy đang trừng trừng nhìn mình ấy. Mặc dù đây là một con người có ngoại hình xấu xí, nhưng mà trong truyền thuyết thì lại là một người nam thần của núi rừng, bảo vệ rừng xanh. Nhưng mà thực ra là trong ý tưởng của họa sĩ thì đây lại là một nhân vật thể hiện cho một cái sự nuông chiều bản thân và vượt quá những cái ham muốn bình thường của một con người. Ok, đó thì năng thông điệp như vậy ngắn gọn thôi. Mình sẽ pass cái tụ này để mình qua cái tụ 2. Tụ số 2. 30 phút 06 giây. Cái tụ này thì đây là viên đá mắt hổ này. Mình sẽ để đây.
các bạn có the moon, the spider, the shear, the caduceus và the queen. Mình phải dịch cái này. Cái tụ này rất là tốt luôn ấy. Mình thấy rằng là tất cả các lá bài ở đây đều thể hiện cái điều tốt. Không thấy có cái vấn đề tiêu cực xảy ra. Thứ nhất là lá bài The Moon thể hiện rằng là gì ạ? You will be guided through darkness. Tức là nếu như bạn đang bị bế tắc, đang bị vướng mắc bởi một cái vấn đề gì thì các bạn sẽ tìm được hướng giải quyết. Bạn sẽ tìm được ánh sáng cuối đường hầm. Bạn sẽ có được chỉ dẫn để đi qua bóng tối. Đây là ý nghĩa rất đẹp của The Moon. Tiếp theo là Spider thì như lúc nãy mình đã nói với các bạn rồi, là cái lá này thể hiện cho cái sự siêng năng cần cù, chịu khó của một con người, biết cách là kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ ấy. Cứ kiên nhẫn thì cuối cùng cũng có thể đạt được cái thành quả của mình. Lá này thì ở đây thì lời khuyên là bạn hãy nghe theo trực giác của bạn. Và cái vương trượng ấy là gì ạ? Bạn sẽ nhận được tin tức từ nơi xa. Nếu như bạn đang mong đợi một cái điều gì thì bạn sẽ nhận được nó ở một nơi xa nhé. Từ một nơi xa. Có thể là xa cách về địa lý. Đó thì ở đây cũng có thể là một cái nơi nào đấy mà bạn đang nghĩ rằng là nó xa. Cũng có thể như kiểu hai người mặc dù ở gần nhau đấy nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy xa xôi cách trở thì đấy. Cũng có thể đấy là một nơi xa đúng không? Ở đây The Queen là thể hiện cho tình yêu và sự thịnh vượng, sự giàu có về mặt, sự sung túc, giàu có về mặt vật chất và tinh thần. Mình thấy tụ bài này rất là tốt. Nếu mà ai mà chọn được tụ số 2 thì có nghĩa là cái vấn đề của các bạn ấy là nó sẽ được giải quyết, hoặc là cái vấn đề của các bạn thì nó đang tiến triển ở một cái mức độ rất là tốt, và trong tương lai thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Mình nhìn qua một chút thì mình thấy cái lá The Moon này rất là đẹp. Hình ảnh The Moon này, trăng khuyết, và có đây là gì ạ? Đây là hình ảnh của những nhân vật huyền thoại của thần thoại Ai Cập. Đó thì mình thấy là cái bộ bài này nó chạy theo cái trường phái kiểu những cái hình ảnh của những nền văn minh Ai Cập ấy. Khá là đẹp, khá là độc đáo. Và nó bao phủ lên cho cái không gian trải bài một cái cảm giác là mình được quay về cái thời cổ xưa, như kiểu mình đang xuyên không về thời cổ xưa. Thực ra là mình rất là hứng thú với Ai Cập cổ đại. Nhưng mà nếu như mà thế giới Ai Cập cổ đại mà lại làm cho mình có một cái cảm giác kiểu như là như lúc nãy mình nói với các bạn ấy, có nghĩa là mình cảm giác là đôi khi mình cảm thấy nó hơi quá là kỳ bí, thì chắc là mình cũng sẽ chỉ dừng ở cái mức độ nào đó thôi, chứ mình cũng không dám đi sâu. Bởi vì thực ra nhá, khi mà mình trải bài mà mình có một cái ấn tượng quá sâu ấy thì nó sẽ, thậm chí là nó sẽ đi cả vào giấc ngủ của mình luôn. Mình thường xuyên gặp những cái giấc mơ nó bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những lá bài tarot khi mà mình rút trong ngày. Okay, mình sẽ đã tụ 2. Đây là tụ số 3 này. Tụ phút 04 giây. Tụ số 3 của các bạn là một viên đá Green Avaturin, thạch anh xanh, được mài. Các bạn có The Star, The Knight, Hindrance, Weaven và The Black Cat. Những ngôi sao này, kỵ sĩ này, nàng tiên này, rồng thần thoại và thần mèo. Đây mình sẽ để ra đây nhá, cho mọi người có thể nhìn rõ hơn. Mọi người thấy là cái tụ này có đẹp không ạ? Rất nhiều lá bài đẹp luôn. Thông điệp khá là tốt. Ở đây thì mình thấy rằng là có một cái vấn đề, đó là
Nếu như mà bạn đang gặp một cái vấn đề gì mà các bạn cảm thấy rằng các bạn chưa thỏa mãn, các bạn cảm thấy là ồ tại sao mình lại vất vả như vậy, mình có thể có được cái kết quả tốt hơn hay không, thì các bạn cứ mong đợi đi. Thực ra ấy là các bạn đừng đừng nghĩ tiêu cực quá khi mà các bạn không đạt được cái điều gì đó trong cuộc sống. Người ta luôn luôn nói rằng là gì ạ? Tài ông thất mã đúng không? Có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như mà bạn không đạt được cái điều gì, bạn chưa đạt được điều gì thì đó có thể vẫn là một vận may. Bởi vì trong cái rủi thì vẫn sẽ có cái may. Các bạn đừng bao giờ nghĩ tất cả mọi thứ theo một cái chiều hướng quá tiêu cực, để có thể mình sẽ cảm thấy là mình bị mất niềm tin vào cuộc sống. Nếu như mà bạn đang gặp một vấn đề gì mà bạn cảm thấy chưa hài lòng trong cuộc sống thì đó là do số mệnh đã sắp đặt như vậy rồi. Có thể đó là một cái phương tiện để vũ trụ thử thách bạn, thử thách cái linh hồn của bạn, mà bạn cần phải học cái bài học gì bạn có thể trải qua, vượt qua và trưởng thành hơn. Ở đây ý, cái lá này là gì? Số phận đã ngăn bạn, ngăn cái con đường này. Mình đã từng giúp phải một cái lá này trong một khoảng thời gian trước khi mà mình hỏi về một vấn đề. Vấn đề đó là vấn đề mà mình khá là đại sự. Vấn đề đó là vấn đề mà mình thắc mắc rất là lâu rồi. Trước đây thì mình thắc mắc rất là nhiều tại sao mình lại không làm được. Nhưng mà cho đến khi mà mình rút cái lá bài này ra thì mình thấy rằng là mình không không còn cái câu trả lời câu hỏi đấy nữa. Bởi vì mình biết rằng là tất cả mọi thứ nó xảy ra đều có nguyên do. Đó là nó sẽ đảm bảo cái luật nhân quả trong vũ trụ được cân bằng. Nên là bất cứ một chuyện gì trong cuộc sống của chúng ta xảy ra đều do nghiệp lực của chúng ta. Nên khi bạn không đạt được cái điều gì đó thì các bạn, thay bằng cách là các bạn cảm thấy buồn phiền, thì các bạn hãy tìm cách cải biến số phận của các bạn với những gì mà số phận đã cho các bạn. Các bạn có thể hãy biến nó thành những điều tốt đẹp hơn. Giống như là khi bạn có, khi mà cuộc sống cho bạn quả chanh đúng không, thì các bạn hãy cố gắng biến nó thành một cốc nước chanh, chứ đừng chỉ nhìn vào những cái mặt tiêu cực ấy, xong rồi lại nghĩ rằng là à tất cả mọi cánh cửa đều đóng lại. Không phải như vậy đâu, tất cả đều là do thái độ của các bạn thôi. Thì cái lá bài này nó nói lên cái điều đó. Ở đây là các bạn hãy kiên nhẫn nhá, kiên nhẫn đi theo cái con đường đó, hãy kiên nhẫn với những cái điều mà mình hoạch định, mình lập ra trong kế hoạch, và nó sẽ đem đến cái thành công, nó sẽ đem đến những cái kết quả tưởng tượng xứng đáng thôi. Kỵ sĩ ở bóng đêm thì cho thấy rằng là à cái chiến thắng của bạn sẽ không còn xa nữa đâu. Nếu như mà các bạn đang mong đợi bí mật của mình, một cái bí mật quan trọng nào đó của mình bị bại lộ ra bên ngoài, các bạn đang lo sợ ấy, thì các bạn không nên lo nữa. Bởi vì ở đây thì bí mật của các bạn đang rất an toàn, và các bạn hoàn toàn có khả năng kiểm soát được điều đó. Và không sớm thì muộn thì các bạn cũng sẽ đạt được những cái sự may mắn ở bên cạnh thôi. Và cái sự thành công cũng như là những cái điều may mắn, vận may sẽ đến bên bạn, sẽ ở bên bạn. Bởi vì đây là thần mèo rồi. Thần mèo đã xuất hiện thì có nghĩa là cái tụ bài này thì hiện rằng là à, cái cuối cùng cái vấn đề của các bạn cũng sẽ được giải quyết. Cái tụ bài này khá là thú vị. So với hai tụ bài trước thì mình thấy rằng là cái tụ bài này, cái thông điệp của nó là rất là ý nghĩa đúng không? Nếu mà tụ thứ hai thì nó quá là đẹp rồi, thì cái tụ thứ ba này nó là 50-50. Nó sẽ làm cho chúng ta là vừa vừa có bài học, vừa rút ra bài học, nhưng mà lại vừa cân bằng cho chúng ta cái cảm xúc. Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể cải biến số mệnh của chúng ta vẫn có thể đạt được cái điều mà chúng ta muốn, miễn sao chúng ta đừng bao giờ buông xuôi, đừng bao giờ mất đi cái niềm hy vọng. Đó là cái thông điệp quan trọng nhất mà mình thấy rằng là tụ bài này nói lên cho các bạn, cũng như là hai tụ bài trước. Mình sẽ pass tụ này. Tụ bài số 4 đấy. Đây là đá lapis màu xanh. Tụ bài số 4 đó, vào lúc 39 phút 28 27 giây. Các bạn có The Air, không khí, The Mystic Circle, vòng xoay bí ẩn, Water, nước, The King, nhà vua, và The Oracle. Mọi người xem tarot nhiều ấy thì mọi người không còn lạ gì với Oracle đúng không? Nhưng mà có bao giờ mọi người đặt ra một cái câu hỏi là Oracle là gì? Và đặc biệt là trong cái bộ bài này thì lá Oracle lại được vẽ riêng ở một lá ở đây, nghĩa là gì không? Oracle nghĩa là tiên tri.
Vậy thì các lá oracle là những lá có khả năng tiên tri. Ở đây thì mình thấy là cái tụ bài này nó có cái sự cân bằng với năng lượng. Thứ nhất là các bạn có khí và các bạn có nước. Và các bạn lại có cả cái gì ạ? The Mystic Circle. Ở đây thì mình thấy rằng là cái thông điệp này là đem đến một cái thông điệp rất là kiểu như là xuất sắc luôn. Có lẽ là tụ bài số 4 là tụ bài mình cảm thấy rằng là xuất sắc nhất trong 4 tụ ngày hôm nay. Ở đây thì các bạn nên tìm kiếm một sự hợp nhất giữa ý chí và tinh thần này. Khả năng của bạn sẽ được nâng cao, cải thiện này. Cảm xúc của bạn đang ở trên cái đỉnh cao rồi. Các bạn có cái khả năng giao tiếp khéo léo cũng như là khả năng lãnh đạo. Ở đây các bạn có lá The King. Và các bạn hãy tăng cường trí tuệ của mình cũng như là có thể tìm kiếm những cái lời khuyên này, sự chỉ dẫn từ những người lớn tuổi hơn mình, những người có kinh nghiệm sống. Thực sự đây là cái tụ bài đỉnh cao nhất mà mình đã trải cho mọi người. Lúc nãy đi thì nói thật ra là cái tụ bài số 1 là cái tụ bài mà cái lý do mà lúc nãy mình ở cái tụ bài số 1 mình phải dừng lại, xong rồi mình nói cho mọi người biết là mình cảm nhận cái năng lượng như thế nào. Cái năng lượng của tụ bài số 1 nó cực kỳ là ghê gớm ấy. Nó làm cho mình bị ngắt một lúc xong rồi mình mới tiếp tục được. Nhưng mà cho đến khi mà mình đọc càng về cuối thì mình thấy là cái tụ bài số 4 này nó đẹp quá luôn ấy. Nó đẹp hơn cả tụ số 2 cơ. Tụ số 2 thì thực ra tụ số 2 thì nó cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà cái tụ số 4 ấy thì những cái lá bài này nó cho thấy rằng là con người của bạn ấy là một con người rất là đặc biệt và có chiều sâu. Bạn là một người có lẽ là có cái khả năng tâm linh và giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén. Tất nhiên là trong cái thông điệp này thì lời khuyên vẫn đưa ra đó là gì? Đó là bạn cần phải thay đổi, sửa đổi một số những cái vấn đề của bản thân bạn. Ví dụ như là bạn đang gặp phải một cái vấn đề, tức là bạn đang đấu tranh tư tưởng, đấu tranh giữa cái suy nghĩ của các bạn, hành động của các bạn nó hơi bị mâu thuẫn với nhau. Điều quan trọng là khi mà các bạn đi sâu vào bản trong, các bạn đi sâu vào bản thân, các bạn có thể thiền định, lắng nghe tiếng nói ở bên trong, thì các bạn có thể tìm ra được cái hướng đi đúng cho cuộc sống của mình, cho cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Ở đây thì cái lá bài này thì cho thấy rằng là trong cuộc sống của các bạn ấy thì những ở xung quanh các bạn là các bạn hay kết giao với những người lớn tuổi hơn, những người có kinh nghiệm sống nhiều hơn, và đấy cũng là một lợi thế để các bạn có thể gặt hái được nhiều thành công hơn ở trong cuộc sống. Các bạn hãy tìm ra những cái lời chỉ dẫn của những người đi trước, hãy học tập, hãy không ngừng học hỏi, trau dồi thêm những cái kiến thức của bản thân mình, những cái kỹ năng, những cái suy nghĩ trưởng thành hơn từ những người xung quanh, và đặc biệt là những người ở thế hệ trước, những người có thể là lớn hơn mình, ở một lớn hơn mình, hoặc là những người mà đã trải qua những cái vấn đề mà các bạn đang muốn, cần một cái sự tư vấn, cần một cái sự giúp đỡ, cần sự hỗ trợ, thì đó là thực sự là những người thầy của mình. Trong cuộc sống ấy thì các bạn, những người khôn ngoan ấy thì họ thường hay kết thân với những người mà họ có cái kinh nghiệm sống, bởi vì là sao? Bởi vì đó là sẽ là những cái người có thể giúp cho các bạn có thể bước đến cái đích một cách dễ dàng hơn và nhanh hơn. Nếu như các bạn đi từ A đến điểm C, đúng không? Các bạn muốn đi từ A đến C thì các bạn sẽ phải đi qua B. Và B thì đầy là chướng ngại đi. Nhưng nếu như mà các bạn biết cách thì các bạn có thể đi từ A đến C, vẫn đi qua B nhưng mà đi một cách nhẹ nhàng hơn. Các bạn vẫn có thể vượt qua chướng ngại nhưng mà các bạn vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn để đi từ A đến C. Tức là từ cái điểm bắt đầu đến đích thì các bạn phải đi qua điểm B. Nhưng cái điểm B đấy là các bạn phải dùng cái cách nào đó để các bạn có thể vượt qua được những thách thức, những cái khó khăn của cuộc sống. Thì lá bài này đã đưa ra cho bạn cái lời khuyên. Đó là gì? Đó là các bạn có thể học hỏi những người xung quanh. Đó không bao giờ là một cái bài học thừa. Ở đây thì cái người các bạn mà bốc được cái tụ bài số 4 này là những con người mà có cái khả năng tâm linh khá là nhạy bén. Các bạn có thể cảm nhận rõ được cái điều gì sẽ xảy ra với mình trong cuộc sống. Theo mình thì tụ bài này là tụ bài
mà các bạn nên lưu lại để các bạn có thể sử dụng nó trong những cái thông điệp khác nhau của cuộc sống ấy. Không nhất thiết là cái thông điệp ngay bây giờ, cái thông điệp này đây trong vấn đề này của các bạn, mà các bạn có thể áp dụng nó trong bất cứ những cái vấn đề nào mà các bạn gặp phải trong cuộc sống của các bạn. Đó, thì hôm nay thì mình đã preview xong cái bộ bài này và đã trả cho các bạn những cái tụ bài để các bạn có thể nhận được cái thông điệp của nó. Tự chung lại thì mình nhận thấy rằng là cái bộ bài Madame Andorra's Fortune Card này thì vẫn là một ẩn số với mình, thực sự luôn, vẫn là một ẩn số với mình. Bởi vì thực ra là mình đã ở với cái bạn này được cũng phải được mấy tháng rồi, nhưng mà cái cảm xúc bây giờ vẫn lạ lắm. Nó có một cái điều gì đó mà mình luôn luôn cảm thấy rằng là dè chừng, có một cái sự e sợ, dè chừng, ngần ngại. Bởi vì những cái hình ảnh của bộ bài này trông rất là ấn tượng, và cái ấn tượng đấy thì chắc chắn là nó sẽ làm cho mình sẽ dành thời gian để học nhiều hơn về những lá bài, cũng như là sẽ dành cái thời gian để kết nối nhiều hơn với bộ bài này. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn, đúng không? Và đây cũng là cái động lực để cho mình tiến đến với cái bộ bài này. Đây, The Maiden, lá bài rất là đẹp, đã giúp cho mình kết nối được với bộ bài này một cách dễ dàng hơn, mặc dù trước đấy là mình chưa có đủ dũng khí để mua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay của mình. Chúc các bạn có một cái buổi tối thật là vui vẻ. Và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh của mình nhé, để mình có thể hàng ngày gửi cho các bạn những cái thông điệp, cũng có thể đó là những câu chuyện mà bản thân mình trải qua trong một ngày hoặc là một khoảng thời gian nào đó. Và mình cũng có sẽ xem trải bài riêng cho mọi người, nên là ở dưới phần mô tả video thì mọi người có thể tham khảo cái thể thức xem bài của mình để các bạn có thể đặt lịch, book lịch riêng với mình nhé. Và một cái điều nữa mà mình cũng muốn nói với mọi người đó là mình sẽ cố gắng dành cái khoảng thời gian để mình sẽ trải bài cho mọi người nhiều hơn nữa. Và mình sẽ sử dụng rất là nhiều những cái bộ bài khác nhau để có thể giúp mọi người có thể tìm ra được cái thông điệp đúng nhất cho những vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.